này bé ba, mua giúp mẹ một cây táo để mẹ ép nước uống nha. Dạ, nhưng mà con không biết lựa táo đâu nha. Yên tâm, mẹ bảo cao thủ tới chỉ con rồi. Ai, cao thủ nào? Ủa đâu ra vậy? Mẹ mày kêu tao đến chị mày lựa táo. Ờ, vậy thôi, lên lựa lẹ. Rồi, để bây giờ anh sẽ chỉ cho em cách lựa táo như thế nào là ngon nha. Đầu để anh thử chọn hai quả táo cho em thấy. Trái này ngon nè. Đây, em cầm đi. Đó. Rồi, để chọn một trái táo ngon thì em để ý cho anh 5 điều. Thứ nhất đó chính là vỏ táo. Thứ hai là kích thước. Thứ ba là cuốn táo nha. Thứ tư đó là cảm giác cầm nắm trái táo như thế nào. Và thứ năm, nếu như mũi em thính thì em có thể ngửi thử mùi hương của trái táo nha. Đó. Thì một trái táo ngon thì em lưu ý giùm anh là cái vỏ táo á có màu hơi thẫm một chút xíu, màu đỏ thẫm như thế này nè, thì nó chính là một trái táo ngon và ngọt. Còn những trái táo nào mà có màu nó không được thẫm cho lắm đó, em thấy không, thì nó sẽ không có ngon bằng. Nha. Nó chua hả? Nó hơi có mờ vị là hơi chua chua một chút xíu, nhưng nha, nhưng mà trái này nó sẽ ngọt hơn. Ok rồi, và khi mà em nhìn vào vỏ táo á thì vỏ táo là nó sẽ có màu sáng bóng hơn, màu sáng bóng hơn đó, em thấy bóng không? Đó, nhìn không bóng bằng. Đúng rồi, nó bóng hơn và nó sẽ có những cái lốm đốm màu trắng, lốm đốm đốm trắng như thế này. Đó, thì đây chính là một trái táo ngon. Rồi, cái thứ hai đó chính là cái kích thước của cái trái táo, thì em nên chọn những trái táo nào không quá to và cũng không quá nhỏ. Bởi vì sao? Nếu như em chọn trái nào nó to quá thì khi mà em ăn á nó hơi xốp chứ nó không có giòn. Nó hơi xốp chứ nó không có giòn. Còn nếu như quá nhỏ thì nó sẽ không có chắc và nó nhiều nước. Được chưa? Thì em chỉ nên lựa những trái táo mà nó vừa phải như vậy. Nó chỉ lớn hơn trái banh tennis chút xíu thôi. Ôi, vậy là trái em cũng được phải không? Trái em cũng được đó. Rồi, cái thứ ba đó chính là cái cuốn. Cái này rất là quan trọng đó nha. Đó, đối với những quả táo tươi thì cuốn lúc nào nó cũng sẽ gắn chặt với quả. Cho nên nếu như mà em thấy những quả táo ở đây mà nó có cuốn á, nó không có gắn chặt với quả lắm, để là trái táo nó không có được tươi lắm và nó cũng nó sẽ không có ngon bằng những cái trái táo mà có cuốn nó gắn chặt như vậy nha, em lưu ý đó. Và cái thứ tư đó chính là cảm giác cầm nắm trái táo, thì khi em cầm em sẽ cảm giác được có một cái độ nặng nhất định ha. Nói chung là nó chắc tay, nó chắc tay, đúng rồi. Thì đó chính là những trái táo nó sẽ ngon ngọt và nó có mọng nước nhiều hơn, đúng đó. Và khi mà em cầm á, em nhớ lưu ý thêm một chút xíu nữa là em xem coi xung quanh nó có bị dập hay không, đặc biệt chính là những cái tem này nè. Nhiều khi người ta dán lên rồi có thể che, hoặc là người ta dán lên, người ta vô tình người ta vận chuyển thì cái chỗ này nó bị vô tình là nó bị dập đi mà người ta không biết. Thì em thử ấn ấn vào đây, nếu như mà nó mềm quá thì có thể là cái này đã bị dập rồi. Đó, được chưa? Đó, và nếu như mũi em thính thì em có thể hửi một chút xíu, nếu có một cái mùi hương táo nó thoang thoảng lên thì đó chính là một trái táo ngon hả. Và anh thấy thì ở đây thì có hai loại táo, đó chính là táo đỏ. Táo đỏ là 49.000 ký hả? Ủa sao rẻ quá vậy? Táo ở đây khá là rẻ nha. Đó, và có táo gala nữa nè. Táo gala cũng 49.000 một ký. Ê, rẻ quá trời luôn á. Đúng rồi. Nhưng mà anh không biết là em mua về với mục đích là gì, ép mẹ uống hay là... mua thì ép uống á. Ép uống hả? Ép uống thì anh nghĩ là em nên chọn là táo gala. Táo gala hả? Đúng rồi. Bởi vì sao? Thông thường thì táo gala nó sẽ có cái vị là ngọt ngọt mà chua chua. Nó hơi chua chút xíu mà cái vị này mẹ em rất là thích. Đó. Còn đối với loại táo đỏ thì khi ép uống nó sẽ có vị ngọt và cái màu của nước ép nó sẽ không được đẹp. Cho nên là nếu như mà em ép uống cho mẹ em á thì nên chọn loại táo này là hợp lý. Rồi, biết cách lựa táo rồi, có biết táo công dụng gì nữa không? Trời, biết chứ sao không? Nè, táo nó có nhiều vitamin nè, có nhiều chất chống oxy hóa. Đúng nè. Rồi. Rồi có canxi cũng nhiều hơn mấy loại trái cây khác nữa. Đúng luôn, trong táo có rất nhiều vitamin A, B, C, có rất là nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên phương Tây họ có một câu rất là hay. Ủa câu gì á? Ăn một quả táo trả một cục vàng. Ủa anh lộn.
Mỗi ngày ăn một quả táo, một năm không cần đến bác sĩ. Ủa, ghê vậy mà sao không cần đến bác sĩ? Bởi vì á, ngoài việc là em ăn cung cấp dưỡng chất cho cơ thể của em, nó còn giúp em phòng ngừa bệnh nữa đó. Ví dụ như bệnh gì vậy? Ví dụ như là em ăn táo nó sẽ giúp đường ruột của em nó sẽ khỏe hơn, tốt hơn nè. Và nó còn có khả năng là gì? Phòng chống bệnh ung thư. Ghê. Đúng rồi. Và đặc biệt là gì, những người mà bị bệnh tiểu đường ăn táo cũng rất là tốt nữa. Đó. Và anh nói nhỏ cho em nghe, những người nổi tiếng, các celeb thường ăn táo trước bữa ăn để giảm hấp thụ chất béo, giúp giảm cân nữa đó. Wow, chắc là mẹ mình thích lắm đây. Lựa đi. Vậy là táo mà lại vừa ngon mà vừa bổ dưỡng vậy, chắc phải em lựa thêm 4kg nó đem về nhà ăn cho trường sinh bất lão luôn. Đúng rồi, cho anh 1kg nữa. Đầu gà vậy? Ăn đấy. Lựa. Nè. Hello các bạn, vậy là Phúc và Đại đã hướng dẫn cho các bạn xong cách lựa táo rồi. Phúc mong rằng là xem xong video này các bạn đã có thể lựa cho mình một trái táo ưng ý nha. Và nhớ là mỗi ngày hãy ăn một trái táo để có thể tăng cường sức đề kháng cho bản thân, và nhớ là cho cả gia đình và bạn bè mình ăn nữa. Video tới đây cũng đã hết rồi. Nếu các bạn thích video này thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn, bye bye. Cả nhà yêu ơi, nếu yêu thích video của Bánh Hơn Xanh thì hãy like, share, subscribe kênh và nhấp vào cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Thank you.